Xin chào các bạn, hôm nay Vinh Phim có một cái chương trình mới là review sản phẩm. Thì hôm nay mình mua được một cái sản phẩm ở trên Lazada, và một cái sản phẩm mà tìm được rất là tình cờ đấy là một cái bút dịch dùng cho học sinh và những người mà cần nghiên cứu từ điển. Thì cái bút dịch này dùng cái công nghệ quét quang để quét dịch các cái tài liệu từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ kia. Thì cái sản phẩm này hiện nay đang bán rất nhiều ở trên mạng, và có cả cái sản phẩm do các cái công ty của Việt Nam đặt hàng từ Trung Quốc để cài đặt cái ngôn ngữ tiếng Việt, và cái giá sản phẩm thì nó rơi vào khoảng độ trên 2 triệu đồng. Tuy nhiên sản phẩm này mình mua từ Trung Quốc với cái giá khoảng 1 triệu đồng, rẻ hơn rất nhiều so với cái giá mà các doanh nghiệp Việt Nam nhập về. Và cái sản phẩm này là cái hàng mà xuất cho khối Đông Nam Á, trong đó có ngôn ngữ Việt Nam. Thì cái sản phẩm này nó sẽ dịch được bằng công nghệ quét quang này, rồi là chuyển đổi dịch bằng âm thanh, dịch offline online. Thì mình cho rằng là với mua đầu tư cho trẻ con thì làm cái sản phẩm rất là hữu ích và rất là rẻ. Nhưng tuy nhiên là khi mà các bạn mua thì nhớ mua đúng cái sản phẩm là dùng cho cái xuất cho Đông Nam Á. Thế còn lại các sản phẩm ở trên mạng bây giờ bán thì rất nhiều, có cái sản phẩm bán chỉ 200-300 nghìn thôi, nhưng mà nó chỉ dịch từ tiếng Anh sang tiếng Trung thôi, thì nó không có cái tiếng Việt. Cho nên là cái việc mà sử dụng thì nếu mua những cái sản phẩm đấy thì có lẽ là nó sẽ không sử dụng được. Cái sản phẩm này thì của mình mua là nó có đa ngôn ngữ. Thì cái sản phẩm này nó sẽ gồm có một hộp, một sách hướng dẫn sử dụng sản phẩm chính là cái bút. Bút này nó sẽ có một cái đầu quét, một cái loa và một cái màn hình. Có hai cái phím bên cạnh là một cái phím phím nguồn ở cuối, và một cái phím là dịch trực tiếp. Ngoài ra thì trong cái hộp phụ kiện thì nó sẽ có một cái vỏ cao su đựng sản phẩm và một cái dây sạc cổng tai si. Bỏ phụ kiện ra bên thì mình sẽ review trực tiếp cái sản phẩm này. Thì để khởi động thì bật cái nguồn lên. Thì cái này nãy mình đã bật trước rồi, thì mình sẽ reboot lại. Thì khi mà bật nguồn lên thì nó sẽ có cái màn hình chào mừng, và cái thời gian khởi động của máy nó sẽ khoảng độ trên 30 giây, 30 giây đến 1 phút. Thì đầu tiên là sẽ có cái màn hình chào mừng, sau đó là đi vào cái, nó sẽ loát cái data của nó, và nó sẽ đi vào các cái menu chính điều khiển. Thì cái menu chính điều khiển nó có 6 cái mục. 6 cái mục thì từ bên trên xuống dưới và từ trái sang phải thì nó sẽ có 6 mục, là bao gồm là cái mục đầu tiên nó là cái chế độ quét ngôn ngữ, quét từ điển. Cái chế độ thứ hai là cái chế độ cái đầu tiên là quét offline, cái chế độ thứ hai là quét sử dụng cái ngôn ngữ online, cái chế độ thứ ba là dịch đàm thoại voice channel, cái chế độ thứ tư là chế độ từ điển, cái chế độ thứ năm và thứ sáu thì là cái này mình cũng chưa 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 xem. Nhưng mà tóm lại cái đầu tiên đó là cái quét ngôn ngữ, thì cái này là mình đã mới thử rồi. Thì cái quét ngôn ngữ thì sẽ chọn cái đầu tiên này, nó sẽ hướng dẫn là quét bằng cái đầu đầu dò này, đầu dò đây.
cái đầu dò này khi mà ấn quét thì cái này nó sẽ ấn xuống thì nó sẽ bật đèn và nó quét giống như kiểu máy máy Ken. Thì khi mình dịch thì mình sẽ phải chọn cái ngôn ngữ này. Chọn ngôn ngữ, mình ấn vào cái phần ngôn ngữ trên này, mình sẽ ấn vào đây thì nó sẽ chọn này. Ấn cô chọn chọn đây thì mình sẽ chọn này, chọn cái ngôn ngữ sẽ dịch và cái ngôn ngữ gốc của ngôn ngữ sẽ dịch. Thì nó có hai cái mục, nó chia ra hai mục. Thì đây mình đã chọn sẵn là một cái ngôn ngữ sẽ quét là ngôn ngữ tiếng Anh và cái ngôn ngữ dịch ra là ngôn ngữ tiếng Việt. Thì mình sẽ thử luôn là bây giờ đây mình sẽ quét này là với cái máy như này mình đang bật rồi, thì mình sẽ quét là khi mình ấn xuống cái này thì nó sẽ sáng này. Nó sáng và mình quét một cái này. Đấy, quét thì Scan nhấc lên. translator. Đấy thì nó sẽ dịch luôn là scan translator và dịch ra tiếng Việt là quét dịch. Đấy, mình dịch xuống dưới này. Đấy, mình quét nó chưa hết thì yêu manager quét hết này. Và hướng dẫn sử dụng. Đấy. Hướng dẫn sử dụng thì có thể mình sẽ à đây thôi mình dịch ngay bên ngoài đây, đây trên cái vỏ này. Vỏ này nó có mấy từ này, photo template này. Đây mình dịch luôn này, quét. Đấy, quét chưa hết, nó lại quét ảnh. Đấy. Đấy, hoặc là quét dưới này. QIPS full Đấy. touch screen. Apply translate này. Tức là mình phải biết cái cách quét, nhưng mà nói tóm lại là người ta thấy người ta quét rất là tương đối nhanh. 100 ngôn ngữ này. 9,100+ Đấy. languages online voice Thì translating. cái này là nếu như sử dụng cho các cái bạn nhỏ mà đang học tiếng Anh thì mình thấy là rất tiện, hoặc là tiếng gì đấy cũng được. Thì mình thấy cái sản phẩm này nó rất là hay, cho nên là hôm nay thì mình sẽ giới thiệu lên trên trên kênh để cho ai có nhu cầu thì đặt mua. Translation. Đó. Dịch thuật. Nói chung là cái sản phẩm này nó nó rất hay. Tuy nhiên thì mua nó phải mua đúng cái sản phẩm này, chứ còn nếu không mua cái hai bản mà tiếng Anh tiếng Trung thì hơi về nó không có tác dụng gì. Đấy, môn tin mê môn tin nhiều à. Tách extract. Cái này là do mình quét thôi, quét quét chuẩn thì nó sẽ ra dịch chuẩn. Thì với một cái sản phẩm mà mình mua là mua qua nhà bán hàng Trung Quốc thì cái thời gian gửi nó sẽ khoảng độ 1 tuần đến nửa tháng, tùy theo cái địa bàn. Thì mình ở Hà Nội thì là cái thời gian gửi là mất khoảng 1 tuần. Mình đặt từ đầu tuần, từ thứ hai thì đến thứ bảy, hôm nay là thứ bảy thì mình nhận được. Thì mình cũng thấy là nó tương đối hay, thì cũng xin giới thiệu để các bạn nghiên cứu và mua cho các cái mầm non tương lai của mình một cái sản phẩm rất là hữu ích để mà học hành. Thế còn đây nút có hai nút nguồn, cái nút nút thứ hai này nó như nút back này. Đấy, cái chế độ online này thì mình nghĩ là chắc là phải online này thì chắc là phải kết nối mạng, nhưng mình cũng chưa nghiên cứu kết nối mạng. Thì đúng rồi, cái này phải kết nối mạng, nhưng mà vì là chưa kết nối mạng cho nên ấn nó không vào. Để mình xem luôn xem nào. Cái accept này chắc là khả năng nó sẽ là cái chế độ cài đặt cấu hình, không phải. Chỉ ở mạng ở đây nó có cái mức pin này này.
online như là về where cái này có lẽ là phải kết nối mạng nha. Cái này thì mình chắc là thôi các bạn mua về thì sẽ tự nghiên cứu, hoặc là mình sẽ có một cái ở đây chuyển sang đây và cái mục cài đặt này nó còn rất nhiều. Và tóm lại là nó phải có đến 12 cái mục của nó, còn cả từ vựng local music phonics setting setting đây có cái gồm chế độ wifi bright sound language bluetooth auto look power direction pronoun từ vựng cái gì đấy chế độ wifi này, như ví dụ wifi nhà mình này mình sẽ nó sẽ xuất ra rất nhiều wifi thì mình cũng sẽ nhập mật khẩu bình thường thôi. Đấy gõ mật khẩu vào hơi bé nên hơi khó chọc. Rồi kết nối wifi, kết nối wifi được thì bắt đầu sẽ vào được cái chế độ chắc là cái chỗ online sẽ chạy scan. Rồi, online scan thì chắc là bây giờ thì online là sẽ chạy này. Rồi online bây giờ nó mới chạy. PPH photo translation. Đây từ tiếng Anh sang tiếng Mỹ mình đã vẫn phải chuyển để chọn lại từ điển thôi. Lại từ điển ở trong này nó có cái mục chọn từ điển đây thì wifi này language này ngôn ngữ gốc là tiếng Anh này. Đấy, ngôn ngữ đầu tiên là tiếng Anh, mình có những cái ngôn ngữ tiếng Tây Ban Nha rồi. Tiếng Việt này. Nói chung là nó có rất nhiều ngôn ngữ. Đây là ngôn ngữ hệ thống. Ngôn ngữ hệ thống còn sau cái ngôn ngữ hệ thống đấy thì là mình sẽ đấy, chế độ quét trực tuyến dịch giọng nói từ điển trích ghi âm yêu thích từ vựng địa phương trợ lý giọng nói ngữ âm và thiết lập tóm lại là quét từ điển nội dung yêu thích tóm lại là cái nội dung đấy. Cái này nó cũng có rất nhiều cái tính năng mà chắc là khi mình dùng thì chắc là mình sẽ phải nghiên cứu. Đấy chế độ quét. Đấy khi mà kết nối mạng là nó sẽ tự cập nhật thời gian các kiểu luôn. Theo khu vực này là thứ bảy 19:38 chính xác theo ngôn ngữ lựa chọn của cái khu vực. Đấy, quét từ điển này tiếng Việt thì dịch sang tiếng Việt này, bây giờ mình phải chọn với cái ngôn ngữ gốc này. Từ cái ngôn ngữ mình muốn chọn là chọn một ngôn ngữ này đấy tiếng Anh English United States đấy tiếng Anh tiếng Việt
Thế thôi, một sản phẩm nó cũng không khó sử dụng nhưng mà có lẽ là rất là hữu ích. Vì so với các kim từ điển ngày xưa thì thấy là nó hiện đại hơn rất nhiều, và cái vấn đề là nó dịch được cả cái ngôn ngữ mà cái ngôn ngữ mà offline, tức là không cần đấy quét để dịch, không cần phải có mạng gì, giọng nói này cũng thế này. Thử chọn xem nào, tiếng chọn ngôn ngữ tiếng Việt này xem là sao dọn. À, để mình bỏ cái wifi nó đi. Tắt cái wifi này xem là nó có dịch offline được không. Thì giọng nói này. À, ấn bên này này. Bên tiếng tiếng một bên là tiếng Anh này. Mình sẽ chọn bên là tiếng Việt đi. Có rất nhiều ngôn ngữ. Cái bản này là bản đa ngôn ngữ. Có cả tiếng Khmer gì đấy. Malay, tiếng Miến Điện, tiếng Việt chắc là ở dưới cùng. Nhiều quá. Chọn chưa hết thì nó đã. Tiếng Lào, tiếng Liếc, đủ thứ tiếng. Chưa tìm thấy tiếng Việt, tiếng Việt. Tiếng Việt, đây rồi, tiếng Việt đây rồi. Tiếng Việt Nam, tiếng Việt Nam. Đây, hóa tiếng Việt này. Chưa hiểu là ấn thế nào. À, cái này phải có mạng này. Cái này dịch phải có mạng chứ còn tức là chỉ có thể dịch được offline đối với lại offline đối với lại chế độ quét tài liệu thôi. Còn chế độ này thì phải có mạng, thì cái này sẽ mạng wifi. Cái này thì có thể nếu mà ấy, thì nó cũng biết là nó có tải được cái gói ngôn ngữ không. Hy vọng nó có thể nó sẽ có, thì chắc là các bạn nào nghiên cứu thì xem nó thế nào. À, tôi muốn gọi thực đơn. Childish. Tôi muốn gọi món. Đấy. Dịch tiếng Việt tiếng Anh luôn, I want to order. À, tôi muốn hỏi đường đến nhà ga. Ask for directions to the station. Ok, cái này nó có tí mạng này, có mạng này thì tương đối, tức là à lại nói mạng ở đây thì nó có một cái khe này là khe thẻ nhớ, là khe thẻ nhớ, à khe thẻ nhớ chứ không phải khe sim. Khe thẻ nhớ này thì hy vọng là nó sẽ có thể là hy vọng là có thể là nó sẽ tải được cái nó tải được gói ngôn ngữ
trợ lý giọng nói. Thôi, có khi mình xin kết thúc cái việc review sản phẩm ở đây. Hy vọng là nó sẽ hữu ích đối với bạn nào mà muốn tìm một cái sản phẩm công nghệ mới cho các cái bạn trẻ của gia đình. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.